cuộc sống tồn tại và chúng ta góp mặt trên cõi đời này để biểu lộ mọi vẻ đẹp huy hoàng và quyến rũ của nó. Bạn đang nghe video tổng hợp những ý cần nhớ của cuốn sách Sức mạnh tiềm thức, tác giả Joseph Murphy. Có lần, một phụ nữ hỏi Thomas Edison: "Ông Edison, điện là gì vậy, thưa ông?" Edison trả lời: "Thưa bà, điện là tồn tại, hãy sử dụng nó." Thời đó, điện là tên gọi chúng ta đặt cho một sức mạnh vô hình mà không được chúng ta hiểu biết một cách thấu đáo. Tuy nhiên, chúng ta tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến nguyên lý, ứng dụng của nó và sử dụng nó bằng nhiều cách khác nhau. Các nhà khoa học không thể nhìn thấy một electron bằng mắt thường, song họ vẫn chấp nhận nó như một thực tế khoa học bởi vì nó là kết luận có giá trị duy nhất, trùng khớp với những chứng cứ thí nghiệm khác. Cuộc sống cũng vậy, chúng ta không thể nhìn thấy nó, tuy nhiên, chúng ta vẫn nhận thức được rằng chúng ta đang sống. Cuộc sống tồn tại và chúng ta góp mặt trên cõi đời này để biểu lộ mọi vẻ đẹp huy hoàng và quyến rũ của nó.